Chào mừng cô chú bác anh chị em đã quay trở lại với kênh Hưng Xe Điện, một kênh chuyên dành cho người tiêu dùng xe điện tại Việt Nam. Và mình là Khánh Hưng, mình đến từ group Facebook Người Dùng Xe Điện Việt Nam và là nhà đồng sáng lập Rolab, trung tâm nâng cấp và nghiên cứu xe điện chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong video clip ngày hôm nay thì Hưng sẽ giới thiệu cho cô chú bác anh chị em biết một cái mẫu xe mới của hãng Yadia, đó là chiếc Yadia Ocean. Trong cái màn hình video thì cô chú bác anh chị em cũng đã thấy được bốn màu của xe rồi đúng không ạ? Thì sau đây xin đừng rời khỏi màn hình và đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh của Hưng nha. Chúng ta tiếp tục đi khám phá chiếc xe này có những chức năng gì, những tính năng gì đặc biệt, giá cả như thế nào, có hợp lý hay không. Ok, đi thôi, let's go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, và sau khi cô chú bác anh chị em coi qua video clip thì chắc cũng có cái nhận định cho riêng mình rồi đúng không ạ? Hưng thì chỉ có một cái đánh giá của sơ bộ thôi, cái này là cái cảm quan của riêng Hưng thôi. Thì trong cái tầm giá mà 16.990.000 á, thì cái chiếc xe này nó là một cái chiếc xe rất là hoàn thiện ha. Nó hoàn thiện và nó làm cho Hưng gợi nhớ đến một cái mẫu xe đó là Ima In My mà Hưng đã review trước đây khoảng 2 năm. Thì cái hãng Ima là một cái hãng phải nói là Hưng rất là ưng ý, bởi vì ngay cả cái trống chân, những cái nút nó y chang như cái xe này. Cái chân, cái nút, rồi những cái thứ nhỏ nhất thôi thì họ đã làm nó rất là sao ta, rất là tinh tế, rất là tỉ mỉ, kiểu như người Nhật vậy. Thế nên là Hưng rất là ngạc nhiên khi cái hãng Ima nó đã làm được như vậy 2 năm trước. Thì bẵng đi một thời gian thì rất nhiều mẫu xe nó ra, thì mình không nghĩ là mình sẽ gặp lại được một cái mẫu xe mà nó có cho mình lại cái cảm giác như vậy. Thì các bạn có thể search lại video clip Hưng review của xe Ima In My. Ima là cái hãng xe thứ hai Trung Quốc sau Yadier nha các bạn. Thì Ima làm được thì chắc chắn là Yadier dư sức làm rồi các bạn ha. Ok, thì với giá 16.900.000 bạn có thể mua xe tại ProLab Tân Phú 378/3 Thành Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú ha. Hoặc các bạn có thể mua xe tại chi nhánh quận 2 ProLab là 221/10 Lương Đình Của, phường An Khánh, quận 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì các bạn bấm vào 221 nó sẽ có Cao Lam Motor, các bạn quẹo vào thì sẽ thấy tiệm ProLab ha. Rồi, thì khi các bạn coi được video này thì các bạn đến mua xe, các bạn hãy đọc bát là Hưng Xe Điện, thì Hưng sẽ có riêng một cái quỹ để tài trợ, gọi là phản hồi lại cho các bạn một cái voucher 500.000 ha. Hoặc là các bạn có thể dùng cái đó để nâng cấp những cái món đồ chơi, ví dụ như đá trống điện tử hay là đèn còi hay là bất cứ một cái linh kiện gì khác mà các bạn muốn gắn trên cái xe này thì ProLab đều có hết ha. Ok rồi, thì đây là một cái mẫu xe nó rất là phù hợp với học sinh. Hiện tại đang có 4 màu, màu hồng là đẹp nhất đối với mình nha, màu hồng. Rồi, đây là có màu cà phê kem ha. Đó. Tiếp theo đây là màu tím khoai môn ha. Xe mới ở ngoài mưa vô nên chưa có kịp lau, chiếc xe này mới chứ không phải là nhìn kê vậy đâu nha. Tiếp theo là màu gì ta, hai màu các bạn. Màu này cũng rất là cá tính luôn nha. Màu này đặc biệt nhất là nó có một cái nẹp ha. Cái nẹp nó đi dài, nó chia xe ra làm đôi nha. Đó, hai màu này rất là cá tính nha. Đó, riêng chỉ có màu này là có cái nẹp thôi. Đó, thì đó, bên đây là có 4 màu tất cả. Thì chú bác hãy đến ProLab 221/10 Lương Đình Của để chạy thử một xe này nha. Ok, hẹn gặp lại cô chú bác và anh chị em trong những cái video clip tiếp theo. Hưng sẽ review so sánh chiếc xe này với một vài cái mẫu xe cùng phân khúc. Thì cô chú bác, anh chị em muốn so sánh chiếc xe này với xe nào thì hãy comment bên dưới video cho Hưng biết nha. Ok, hẹn gặp lại cô chú bác anh chị em trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt nha.